Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam con trai Nebat, thì Abiam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaca, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người, và lòng người không trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người, như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì cớ David, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người làm kẻ kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hoài. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Vả Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau trọn đời mình. Các công việc khác của Abiam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Abiam và Jeroboam cũng đánh giặc nhau. Abiam an giấc với tổ phụ mình, và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20, đời vua Jeroboam là vua Israel, thì Asa lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người tên là Maaca, con gái của Abishalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Maaca bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tạc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Xết-rôn. Song người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Juda và Ba-Esa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba-Esa, vua Israel đi lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Juda không ra vào nơi Asa, vua Juda được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến Ben-Hadad, con trai Táp-ri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Syri ở Đa-mách mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với Ba-Esa, vua Israel, để hắn gian xa ta." Ben-Hadad nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Aben Bet-Maka và cả xứ Kinneroth với xứ Nephtali. Ba-Esa hay được điều đó, liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại Tiệt-sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda, không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba-Esa đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Geba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của người, mọi việc người làm và các thành người xây cất đều đã chép trong sử ký của các vua Juda. Khi người đã già rồi thì đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành David tổ tiên người. Josaphat, con trai người, kế vị người. Năm thứ 2, đời Asa, vua Juda. Nadab, con trai Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm.
người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Ba-ê-sa, con trai Ahiya về nhà Isaka làm phản người. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibethon vốn thuộc về dân Philippines, thì Ba-ê-sa giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ ba đời Asa vua Juda mà Ba-ê-sa giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua thì giết hết thảy người thuộc về nhà Jeroboam, không để sót một ai, đến nỗi đã diệt hết trong nhà Jeroboam theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ahiya kẻ tôi tớ ngài ở Silo mà phán ra. Ấy vì cớ tội lỗi của Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các công sự khác của Nadab, mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Vả Asa vua Juda và Ba-ê-sa vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Năm thứ ba đời Asa vua Juda thì Ba-ê-sa con trai Ahiya lên làm vua cả Israel, người ở tại Tiệt-sa và cai trị 24 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Chương 16. Bây giờ, lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jehu, con trai của Hanani, nghịch cùng Ba-ê-sa mà rằng: Ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Song ngươi đã đi theo đường của Jeroboam, xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhưng vì cớ ấy, ta sẽ quét sạch Ba-ê-sa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam con trai của Nê-bát vậy. Phàm kẻ nào thuộc về Ba-ê-sa chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của Ba-ê-sa, những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Ba-ê-sa an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Tiệt-sa. Ê-la, con trai người, kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri Jehu, con trai Hanani, mà phán nghịch cùng Ba-ê-sa và nhà người. Chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của Jeroboam, mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy. Năm thứ 26 đời Asa vua Juda thì Ê-la con trai Ba-ê-sa lên làm vua Israel, người ở tại Tiệt-sa và cai trị 2 năm. Simri kẻ tôi tớ Ê-la làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ê-la ở Tiệt-sa uống say sưa trong nhà Ạc-sa là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người, nhằm năm 27 đời Asa vua Juda và cai trị thay cho người. Xảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua thì người giết hết thảy nhà Ba-ê-sa, chẳng để lại một nam đinh nào hết, hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy. Vì các tội lỗi mà Ba-ê-sa và Ê-la con trai người đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên Simri diệt hết cả nhà Ba-ê-sa, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-hu là đấng tiên tri mà phán ra cho Ba-ê-sa. Các công việc khác của Ê-la và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Năm thứ 27 đời Asa vua Juda thì Simri lên ngôi làm vua 7 ngày tại Tiệt-sa. Bây giờ quân lính Israel đang vây Gibethon là thành vốn thuộc về dân Philippines. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó trong dinh, cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gibethon đi lên vây Tiệt-sa. Sải khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết, vì những tội lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri,
sự người làm phản đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Bây giờ, dân Israel chia làm hai phe. Phe này theo Tiếp-ni, con trai Ghi-nát, và muốn lập người làm vua. Phe kia theo Ômri. Nhưng phe theo Ômri thắng hơn phe theo Tiếp-ni, con trai Ghi-nát. Vậy, Tiếp-ni chết và Ômri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Giu-đa, thì Ômri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Tiệt Sa. Đoạn, người mua hòn núi Samari của Sê-me giá là 2 ta lân bạc. Trên núi ấy, người cất một cái thành lấy tên Sê-me là tên chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Ômri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiên bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam, con trai của Nê-bát phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho dân Israel can phạm, và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Ômri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Ômri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asa vua Giu-đa, thì Ahab, con trai Ômri, lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Ômri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nê-bát, làm nhỏ mọn. Nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hi-en ở Bê-tên xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Sê-gúp, con út mình. Theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra. Chương 17. Eli ở Thi-sê-bê là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đan. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đan. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người, và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa. Bây giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rep-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rep-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy:
bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ 3 lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Phúc âm Giăng, chương 1. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài. Trong ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận ngài, thì ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Giăng làm chứng về ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha, là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai, hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến? Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải đấng Christ, chẳng phải Eli, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp-têm? Giăng trả lời:
về phần ta. Ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Về phần ta vốn không biết ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy. Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi ngài ở và ở lại cùng ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: Chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: Ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Phi-líp mà phán rằng: Hãy theo ta. Vả Phi-líp là người Bết-sai-đa đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên nói với người rằng: Chúng ta đã gặp đấng mà Mô-sê có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Na-sa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-sa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem. Đức Chúa Giê-xu thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình bèn phán về người rằng: Này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chương 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giê-xu biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché này. Thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu. Vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất,
và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bột câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ cả chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Thi Thiên 110. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi, như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng: ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo bang Mên-chi-xê-đét. Chúa ở bên hữu ngươi sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết, cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Ngài sẽ uống nước khe trong đường và nhân đó ngước đầu lên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.